Danh ca Hương Lan viết tâm thư thâm thúy gửi Việt Hương. Mới đây, ca sĩ Hương Lan chia sẻ status dài trên trang cá nhân dành riêng cho hai cây hài Việt Hương và Hoài Tâm liên quan đến sự cố diễn hài dung tục ở lễ cưới ca sĩ Đình Bảo. Cách đây vài phút, danh ca Hương Lan đã có những chia sẻ đầu tiên về vụ việc Việt Hương và Hoài Tâm diễn hài có nội dung dung tục trong đám cưới của ca sĩ Đình Bảo ở Mỹ. Trước đó, chính danh ca của dòng nhạc quê hương và trữ tình là người lên tiếng chỉ trích màn diễu cợt quá sức thô tục của Việt Hương và Hoài Tâm trên sân khấu, khiến bà và ông xã quyết định xấu hổ đứng lên ra về. Trong tâm thư lần này, giọng ca còn thương trâu đắng mọc sâu hè, có những tâm sự thẳng thắn lẫn lời khuyên thâm thúy đến hai cây hài nói riêng và các nghệ sĩ làm nghề nói chung. Toàn bộ nội dung chia sẻ của danh ca Hương Lan, Việt Hương mến, những lời này chỉ viết cho riêng em và tất cả cho các em đã và sắp bắt đầu trên con đường biểu diễn trên sân khấu nhưng qua sự việc vừa rồi. Việc vừa rồi, chị ghi trên trang cá nhân của chị, ghi cả tên em và Hoài Tâm là vì các em không biết tính chị, trước giờ chị luôn thẳng thắn, không hay ám chỉ này nọ, với chủ ý là bày tỏ ý của chị tới Đình Bảo và những bạn bè, thân hữu mà chị sẽ đến dự những lễ tiệc sau, nhưng không ngờ lại nhận được sự quan tâm quá nồng nhiệt của các báo chí và mọi người. Đối với chị, việc này không phải là một scandal hay gì, mà có lẽ đã trở thành một thử thách về sau cho các em. Em à, sân khấu cho dù lớn hay nhỏ, từ rạp lớn cho đến sự kiện, tiệc cưới, nhà hàng hay bất cứ nơi đâu thì vẫn luôn là sân khấu. Em đứng trên sân khấu cầm micro thì em là người biểu diễn, chị ngồi ở dưới xem thì chị là khán giả của em. Là nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu trầm đường khó khăn, nếu yêu nghề thì hãy vì tất cả mọi người bên dưới đang chăm chú nhìn lên và lắng nghe em. Những gì em nói, em làm đều tác động đến mọi người bên dưới, từ người lớn tuổi cho đến trẻ nhỏ. Đừng nói tục, sự thô tục trong văn hóa người Việt mình từ xưa đến nay đã luôn là lời khinh rẻ cho cả người nghe lẫn người nói. Cái clip ai đó đã quay trong đêm vừa rồi, chị mới xem, và cả thư của em. Dường như em đã quên mất về thời gian, trò chơi này vẫn còn ở lúc sớm tiệc, em hỏi lại các bạn của em lúc đó xem sao. Trò chơi đó mới chỉ làm chị phân vân xíu thôi, sau đó là đến đoạn mà em và Hoài Tâm đối đáp tung hứng với nhau bằng. Lúc này đây, ngồi kế bên chị em còn nhớ là ai phải không? Đã quay sang thốt lên với chị, trời ơi, còn chị thì đi về. Em thấy đó, như clip này đã xuất hiện tràn lan trên mạng thì sẽ còn nhiều clip khác. Cho dù em có nói là sự kiện nội bộ thì với sự hiện diện của đông người và với công nghệ hiện giờ thì cái gì cũng có thể sẽ xuất hiện và sẽ kéo theo nhiều hệ lụy khác nếu các em là người biểu diễn không thận trọng. Một điều khác đau hơn là khi hãy nhìn xem lời khán giả. Một đám lố lăng tục tiểu toàn là nghệ sĩ showbiz Việt không đó. Các em thấy sao? Đối với người Việt mình thôi, từ xưa đến nay, câu sướng ca vô loài đối với nghệ sĩ hình như chưa đủ sao? Phải cố gắng thật nhiều, rất khó để người nghệ sĩ vượt lên trên những lời bình phẩm bằng tất cả cái tâm của mình, nhưng thật dễ dàng để trượt dài xuống sâu hơn tất cả. Chị rất bất ngờ khi những câu trạng thái ngắn của chị tràn trên báo chí đã nhận được gần như hầu hết những phản ứng thất vọng của rất đông khán giả về hiện trạng biểu diễn hài hiện nay. Như vậy thôi sẽ còn nữa, rất nhiều những phản ứng về âm nhạc và nhiều môn nghệ thuật biểu diễn khác mà chung quy tất cả hướng về nghệ sĩ biểu diễn và tất cả điều đó là dành cho em và các em phải làm sao và phải như thế nào. Thời gian của các em còn dài, hãy trở thành những người nghệ sĩ sạch để đem đến cho quý khán thính giả những giây phút thoải mái, lành mạnh và có ích trong cuộc sống bon chen, mệt mỏi và mọi người đã phải chịu đựng hàng ngày. Chị đã đi gần hết quãng đường nghệ thuật của chị, noi theo học hỏi từ những người đi trước, trải qua nhiều thăng trầm, không còn gì phải tạo danh tiếng này nọ nữa, nhưng các em thì cần. Mỗi thời sẽ có mọi khó khăn khác nhau, sự kiện khác nhau, môi trường khác nhau, chuyện vừa qua cũng chẳng phải gì, chỉ là một tiếng chuông nhỏ, nhất là đối với nhiều nghệ sĩ trẻ đã sớm may mắn nhận được sự ưu ái của khán thính giả. Qua đó hãy soi mình vào khán giả để còn biết trân trọng nghề, trân trọng sân khấu, trân trọng khán thính giả và chính bản thân mình. Nhã Phương đã làm gì khiến Trường Giang ngày càng say đắm? Càng ngày Trường Giang và Nhã Phương càng ngọt ngào tình cảm khiến các fan phải ganh tị. Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn, nhưng Trường Giang không bao giờ ngại cõng Nhã Phương đi dọc bãi biển đầy ngọt ngào và lãng mạn như thế này. Những hình ảnh của Trường Giang Nhã Phương làm khán giả đủ cảm nhận được mười khó chiều chuộng bạn gái đến nhường nào.
Ngay từ khi đóng cùng phim 49 ngày, Trường Giang đã sẵn sàng để cho Nhã Phương đè đầu cưỡi cổ như vậy. Có lẽ tình cảm của cặp đôi bắt đầu bằng những hành động đầy thân thiết như thế này. Khoảnh khắc Nhã Phương dựa vào lòng bạn trai đầy thoải mái tự nhiên chứng tỏ cô nàng đã quen được Trường Giang chiều chuộng và chăm sóc. Khi đi với bạn gái, không bao giờ Trường Giang để Nhã Phương phải cầm bất cứ đồ vật nặng nào. Lúc nào nam diễn viên cũng cẩn thận dắt tay bạn gái, dù hai người đang đi bộ ở nơi công cộng. Có lẽ chỉ có Trường Giang mới có thể dỗ dành Nhã Phương từ những việc nhỏ như thế này. Đi ăn khuya với ekip, Trường Giang cũng phải cẩn thận ngó sang xem Nhã Phương có ăn được nhiều không. Sợ bạn gái ăn ít, Trường Giang còn cẩn thận bốc sẵn càng ghè để đút cho Nhã Phương. Anh chăm sóc Nhã Phương từ những việc nhỏ như lấy nước cho cô uống, đến dắt tay Nhã Phương khi đi sang đường. Ở sân bay, lúc nào Trường Giang cũng nắm tay Nhã Phương thật chặt, dù xung quanh có rất đông khán giả vây lấy hai người. Kể cả những lúc vắng người, Trường Giang vẫn rất cẩn thận dắt tay bạn gái. Đáp trả lại những hành động chăm sóc của Trường Giang, Nhã Phương cũng không ngại trao cho bạn trai những biểu hiện thân mật. Tại quán ăn, Nhã Phương cũng không thể kìm lòng mà trao cho Trường Giang những cái ôm đầy tình cảm. Gương mặt hạnh phúc của hai người và những hành động âu yếm là minh chứng tình yêu rõ nhất với công chúng. Ở sự kiện, không chỉ có Trường Giang chăm sóc Nhã Phương, nữ diễn viên tuổi thanh xuân cũng để ý bạn trai từng tí một. Từ hồi quen biết Trường Giang, Nhã Phương lại càng có sự thay đổi đáng kể về ngoại hình. Lột xác ra khỏi hình ảnh của một nữ sinh, Nhã Phương ngày càng táo bạo và gợi cảm hơn. Có bạn gái vừa xinh đẹp vừa ngọt ngào lại vừa gợi cảm như thế này, bảo sao Trường Giang không ngại ngần chăm sóc cưng chiều Nhã Phương. Vẻ ngoài gợi cảm của Nhã Phương tại sự kiện khiến nhiều người phải bất ngờ. Nữ diễn viên thu hút sự chú ý của mọi ống kính khi diện váy đầy quyến rũ tại sự kiện. Không chỉ ở những sự kiện lớn, Nhã Phương mới táo bạo mà ngoài đời, cô cũng ăn bận ngày càng gợi cảm hơn. Những bức ảnh thu hút của bạn gái Trường Giang khiến danh hài ngày càng say đắm. Công chúa Vintage Bích Phương đã làm gì khiến nhan sắc thay đổi chóng mặt đến thế? Bích Phương ngày càng lột xác xinh đẹp, kể cả nhan sắc lẫn phong cách thời trang. Bích Phương tên thật là Bùi Bích Phương, cô sinh năm 1989 tại Quảng Ninh, theo học thanh nhạc ở trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long. Cái tên Bích Phương được mọi người biết đến sau khi đạt thành tích top 7 chung cuộc Việt Nam Idol. Kể từ đó, cô nàng được khán giả hâm mộ gọi bằng cái tên thân thuộc Bích Phương Idol. Ở thời điểm mới nổi, ngoại hình của Bích Phương không gây được nhiều ấn tượng cho công chúng. Lối trang điểm và làm tóc của nữ ca sĩ chưa thực sự phù hợp với độ tuổi, kèm theo đó là gu thời trang rườm rà và lỗi mốt. Năm 2011, Bích Phương thành công với sản phẩm đầu tay Có Khi Nào Rời Xa và trở thành hiện tượng trong làng nhạc Việt. Khán giả hâm mộ có thể nhận thấy sự thay đổi lột xác kinh ngạc đáng khen của nữ ca sĩ. Cô kiên trì giảm cân, chịu khó đầu tư hình ảnh của mình trước công chúng hơn. Thời gian này, Bích Phương theo đuổi phong cách bánh bèo nữ tính. Cô thay đổi kiểu tóc, cách trang điểm và lựa chọn trang phục tinh tế hơn trong mỗi lần xuất hiện của mình. Sau đó, người đẹp cũng không ngần ngại thử sức với phong cách sexy, quyến rũ khi tham gia các bộ ảnh phá cách, nóng bỏng. Cô cắt phăng mái tóc dài, thể hiện rõ cá tính của bản thân. Cùng với sự nghiệp âm nhạc đi lên như diều gặp gió, gu thời trang của Bích Phương có sự thay đổi tích cực khá rõ nét theo từng giai đoạn. Mới đây, những sản phẩm ca nhạc của cô như Gửi Anh Xa Nhớ và Bao Giờ Lấy Chồng đều để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả, không chỉ bởi giọng ca mà còn cả bộ sưu tập thời trang vintage bắt mắt. Bích Phương hóa thân thành cô nàng cổ điển với những bộ váy áo đậm chất vintage nhẹ nhàng trong MV Bao Giờ Lấy Chồng. Thiết kế váy liền họa tiết sọc kẻ độc đáo được nữ ca sĩ kết hợp cùng áo khoác bomber họa tiết trừu tượng nổi bật. Là một trong số ít nghệ sĩ theo đuổi phong cách vintage, boho và không ngần ngại mặc đồ second hand giá rẻ, Bích Phương thẳng thắn rằng cô không quá coi trọng đồ hiệu, quần áo cô mặc đều là sản phẩm bình dân mà mọi người có thể mua ở bất kỳ cửa hàng nào. Nhưng với sự tinh tế, hình ảnh công chúa vintage được nữ ca sĩ xây dựng rất thành công. Hình ảnh Bích Phương ngày ấy và bây giờ, phong cách boho được nữ ca sĩ đặc biệt yêu thích. Hình ảnh Bích Phương giản dị đời thường, diện đầm 2 giây, dáng suông phóng khoáng dạo phố, phụ kiện túi làng đi chợ, làm sáng màu điểm nhấn cho set đồ tông trầm. Dòng ca sâu trong em hướng đến vẻ nhẹ nhàng nữ tính và hơi hướng của các quý cô tiểu thư mong manh.